Vâng, xin chào mừng tất cả quý anh chị đã đến với kênh YouTube của em Dương hôm nay. Hôm nay với VH Auto 33 Lê Văn Lương em mới về rất nhiều mẫu xe mới. Hôm nay em sẽ quay tổng thể chi tiết cả mẫu xe cùng với lại báo giá để cho các anh chị nắm được vào ngày hôm nay anh chị nhé. Đầu tiên đây là một em Mini Cooper màu xanh bộ đội, rất là hot. Sản xuất và đăng ký năm 2018, được chạy siêu lướt anh chị nhé, 7.000 km. Cái này bên em đang chào với giá là 2 tỷ 399 triệu. Đây, Mini Cooper Clubman, rất là dài, bộ vành 5 châu kép với bộ lốp siêu mỏng, xe thể thao quý vị nhé, dẫn động 4 bánh rất là mạnh. Tiếp theo đây là một chiếc của Bác Vượng, VinFast Lux SA, VinFast, xin lỗi quý vị, VinFast Lux A với nước sơn ngoại thất màu đỏ và nội thất màu nâu đen. Cái này bên em đang chào bán với giá là 795 triệu trên màn Plus quý vị nhé, có cam 360. Đấy. Ngay bên cạnh của Bác Vượng đây là một em Mercedes S450 Luxury, mang ngoại thất màu trắng và nội thất màu nâu. Chiếc này thì siêu lướt, chạy 4 vạn km. Bên em đang chào với giá là 4 tỷ 450 triệu. Đấy. Ngay bên cạnh em S450 là một em Mini Cooper 2014. Chiếc này thì có giá rất mềm tại bên em nhé, 880 triệu, rất là mềm. Xin mời với anh chị vòng vào bên trong. Sau bên trong đây là một em bim xám xi măng màu hot trend 2022 luôn, được độ rất nhiều đồ chơi nhé, full end sport, la răng, kẹp phanh này, body kit, cửa hít, ốp carbon, tất cả cái chi tiết bên trong và ngoại thất này, nội ngoại thất này, rất nhiều đồ chơi. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 2 tỷ 550 triệu anh chị nhé. Ngay bên cạnh em bim này là em Mercedes GLC 300 4MATIC với là ngoại thất màu đen và nội thất màu kem, rất là ngầu. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 2 tỷ 480 triệu. Đấy. Siêu lướt anh chị nhé, 2021 siêu lướt. Bên cạnh em Mercedes là một em Volvo S90 bảng long wheelbase, bản trục cơ sở dài quý vị, máy 2.0 hybrid, được bên em chào bán với giá là 2 tỷ 350 triệu, chạy 8.000 km, đời 2021 siêu lướt anh chị nhá. Ngay bên cạnh đây là chiếc Lexus RX 350 2019, một chủ từ đầu biển Hà Nội. Chiếc này mới chạy một vận mốt quý vị nhá, siêu lướt. Bên em đang chào bán với giá là 3 tỷ 880 triệu đồng. Cùng vào sau bên trong nào, rất nhiều xe bên trong kho em chưa quay được hết. Ngay đây là một em GLC 300 4MATIC nữa, nhưng mà chiếc này thì ngoại thất trắng và nội thất kem. Chiếc này thì biển Hà Nội cũng 2020 siêu lướt. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 2 tỷ 380. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị nhé, GLC 300 4MATIC. Kế bên em GLC thì lại có một em, chiếc này thì bên em chỉ để cái hoa đây cho đẹp thôi anh chị nhé, nhưng thực ra cũng chưa bán. Cái này thì là Land Cruiser 2015, được lên form 2016. Đấy. Lên form 2016 là được bộ mặt ca lăng mới này, đèn mới này, rất là hầm hố. Chiếc này được chủ cũ lên nhiều đồ chơi, hắt kính này, rồi là đèn viền này, rồi là màn hình camera 60. Đấy. Chiếc này thì bên em đang chào với giá rất mềm thôi, 2 tỷ 750 triệu. Rất là giữ giá về với em Land Cruiser. Tiếp theo bên cạnh em Land Cruiser đây là một em Mercedes S450 bản thường, đã được lên la răng S450 Luxury anh chị nhá. Rất là sang trọng. Chiếc này 2018. Bên em đang chào bán với giá là 3 tỷ 480 triệu. Ngay bên trên em S450 là một em BMW X5 bản M Sport 2020, cũng chạy rất là ít, siêu lướt 1 vạn 2 km. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 4 tỷ 4. Đấy, còn thương lượng mạnh, nếu bác nào quan tâm thì hãy cứ alo cho em, đứng chân cứ alo cho em sẽ pick mạnh cho các bác lấy xe về đi chơi. Đây là một vòng tổng thể của showroom bên em ngày hôm nay. Nếu quý anh chị mà có muốn tìm hay là chọn mẫu xe nào, xin hãy cứ liên hệ vào số hotline của em là 0828 429 221 và liên hệ xem và lái thử. Xin cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video clip tiếp theo của em.